Lại cả nhà, hôm nay mình làm một cái món đó là nước mắm chua ngọt nha. Ở đây các nguyên liệu mình làm nước mắm chua ngọt gồm có nè, ở đây mình có một chén nước mắm nha, mình có hai chén nước lọc luôn và ba muỗng ăn canh giấm nha, một chén đường luôn. Tỷ lệ của nó đường và nước mắm là 1:1 nha, còn nước lọc là 2 thôi. Rồi ở đây mình có khoảng chừng 250 gram thơm nè. Đó, mình cắt ra được 3 miếng. Mình có tỏi và ớt. Mình để cái chanh đây luôn. Ai ăn chanh thì dùng chanh, còn ai không chanh thì mình nấu luôn cái giấm luôn. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà mình theo chân vào bếp xem là cái quá trình mình sẽ làm nước mắm chua ngọt như thế nào nha. Để dành ăn cơm tấm thôi. Rồi, mời cả nhà thôi. Bắt đầu mình cho cái nồi lên, mình sẽ cho hai cái chén nước vô trước. Mình cho hai chén nước vô. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt lửa lên cho nước sôi. Rồi, mình mới cho đường và nước mắm vô nha. Rồi, bây giờ nước của mình cũng sôi rồi. Mình sẽ thả một muỗng muối vô nè. Mình thả muối vô, mình để nước mắm mình ăn lâu nó sẽ không có bị nổi bọt nha. Sau đó mình sẽ cho hết cái chén đường vào luôn. Mình cho hết chén đường vào luôn nha. Và mình cho hết chén nước mắm vô luôn. Giờ sau đó mình sẽ quậy cái nước mắm này lên. Mình đợi nó sôi bùng lên là bắt đầu mình cho cái thơm vô nha. Cho thơm vô mình sẽ dặn cái lượng lửa riu riu. Rồi bắt đầu nước mắm của mình sôi, mình thả thơm vô nha. Mình thả thơm vô, mình dặn lửa riu riu. Rồi có bọt là bắt đầu mình vớt cái bọt nha. Rồi cái tỏi ớt của mình băm như vậy cũng diễn nè. Rồi bắt đầu mình để đây nha. Mình sẽ quay qua đến nước mắm thôi. Đây nước mắm của mình cũng sôi được 15 phút rồi. Thì nếu mà ai mà nấu nước mắm khoảng chừng 15 phút này á, là cái này nè, nước mắm của mình nè. Như vậy là dành riêng cho mình ăn bánh ướt hay là mình ăn cái gì chấm lạc lạc đó là mình dùng được nha. Còn mình ăn giống như dạng mà mình ăn cơm tấm nè, là mình sẽ để nó sắc xuống nha. Nó sắc xuống khoảng chừng phân nửa luôn á. Rồi mình cho cái giấm vô luôn. Cho cái giấm vô mình nấu luôn. Nếu mà mình dùng chanh á, thì bắt đầu mình nước mắm mình xong rồi á, là mình nhắc xuống là mình mới bắt đầu mình dắt chanh vô. Chứ để mà mình dắt sôi trên đây á, là cái chanh của mình nó sẽ bị đắng.
Rồi bây giờ cuối cùng nước mắm của mình cũng được rồi nè. Đây, nước mắm của mình cũng được rồi. Cũng nó sắc xuống cũng hết phân nửa luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tắt, mình để cho nó nguội chút xíu là mình cho tỏi với ớt vào nha. Đây nhìn cái nước mắm của nó trông rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn. Rồi nước mắm của mình cũng xong rồi. Bắt đầu mình sẽ vớt những cái miếng thơm này ra. Bắt đầu mình sẽ cho tỏi ớt vô nè. Wow. Cho tỏi ớt vô luôn. Mình nấu như vậy nè, đặt sệt như vậy nè. Mình để khoảng một tháng trong tủ lạnh luôn. Một tháng hoặc 2 tháng mình để ngăn mát tủ lạnh ăn cũng vẫn bình thường. Mà mình nấu như vậy mình để ở ngoài á, mình không cần để vào tủ lạnh, cũng khoảng chừng hơn nửa tháng, 20 ngày nửa tháng luôn mình vẫn còn ăn được luôn nha. Đây rất là ngon luôn. Rất là thơm luôn cả nhà ơi. Nè, cái nồi nước mắm của mình này, rất là ngon luôn. Rồi như vậy là nước mắm của mình cũng rất là ngon luôn. Rồi mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Nước mắm làm bằng thơm luôn, rất là ngon luôn nha. Đây nó rất là ngon luôn nè. Mắm nó rất là ngon luôn nè cả nhà ơi. Nó rất là sền sệt luôn.